Tuy nghe xin chào tất cả các em cần thủ đam mê của cá tường Tổ quốc. Hôm nay tập của anh em một clip gồm 13 cây câu nha anh em. 13 cây câu này là 13 cây câu carbon, cây câu hechi, hàng chi cho anh em cảm giác, câu hanh, tráp, câu tôm. Thì từ bên tay qua sẽ là hàng hai đọt nha anh em, và còn lại là một đọt. Rồi đếm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán, nếu hàng lỗi hoặc không giống clip nên thì em sẽ nhận lại. Rồi cảm ơn anh em. Cái thứ nhất là một cây cần ế lít trước, còn lại đây cây thứ nhất là một cây Alpha Taco anh em. Alpha Taco cây này dài 1m95, cứng 25 đó, dài 1m95 cứng 25, thì chất liệu là chất liệu carbon nè. Đây anh em có thấy nó có sức nhâm nhẹ anh em, phèn ok hết nha anh em, tem sức đầy đủ. Đọt thì hechi thì 100% sẽ là đọt thấp nha mọi người đó. Chất liệu carbon nha, anh em thấy nó sáng đây. Thì ngoại hình còn khá ok, bu là bu xít nha, bu xít luôn nha mọi người. Đây, fan là fan Fuji, bát là bát Fuji, hàng Alpha Taco, thương hiệu nội địa Nhật. Ngoại hình còn ok nha mọi người, không xước xét nhiều hết. Cây dài 1m95, cứng 25. Đây đọt nó khá nhạy nãy mọi người, đọt nó khá nhạy luôn á, test cho anh em xem luôn. Thì cái này nặng 125g, nặng 120g, đọt 1 ly 3, cứng 25, giá 600k nha mọi người, 600k cộng ship. Đây đọt nó khá nha, khá là nhạy cá nha mọi người đó. Rồi, giá công khai cây số nhất là 600k cộng ship nha mọi người. Tiếp theo sẽ là cây số 2. Cây số 2 là một cây cần của Shimano nha mọi người. Shimano phen bát là bát Fuji, bát từ cao nha, bát Fuji Japan. Ngoại hình còn đẹp đẽ sạch sẽ nha mọi người. Cây này cứng 30, dài 1m8, hàng của Korea xuất Nhật nha mọi người. Đó, cây này của Shimano nha, hàng Korea xuất Nhật. Đây phen Fuji nha anh em, phen Fuji đen luôn. Đóng chữ Fuji rõ ràng nha mọi người. Ngoại hình còn cực kỳ đẹp nha, đẹp sáng. Chung thì không có xuất sắc gì nhiều hết nha mọi người, tem xuất Nhật đầy đủ, góc mét chèo. Cây này là cây Shimano cứng 30, dài 1m8, nặng là 105g, rất là nhẹ nha mọi người. Đọt là 1 ly 4, cứng 30, giá là 650k nha mọi người. Đọt cực kỳ nhẹ luôn nha, cuốn có thể uống hình chữ C được nha mọi người đó. Bán cần thì test đọt cho anh em xem trên clip luôn đó. Anh em câu tráp hành câu tôm lấy cái này đánh cực kỳ cảm giác nha. Nó phen Fuji đen luôn nha mọi người. Đây. Đây nó chính cái này quẩy cá nha mọi người. Cái này quẩy cá bên Nhật họ câu còn dính trên cái. Rồi, giá công khai là 650k nha mọi người. Cây số 2 650k. Là cây số 3. Cây số 3 là một cây hàng của View. Đây thương hiệu View nè. Cây này của China xuất Nhật nha mọi người. China xuất Nhật. Đó. Cái này chất liệu là chất liệu carbon luôn nha mọi người. Cứng đây là cứng 10, dài 1m8. Đó. Fan vẫn là fan Fuji nha mọi người, fan Fuji. Nhìn nè. Đó. Fan Fuji, bass Fuji nha mọi người. Đó. Thì ngoại hình còn khá đẹp, ngoại hình ra tầm khoảng 90% nha, rất là đẹp nha mọi người. Bass Fuji nha mọi người. Chất liệu là chất liệu carbon. Tem xuất Nhật đầy đủ nha. Ngoại hình còn khá đẹp, khá ok nha mọi người. Cây này cứng mừng, dài 1m8, khá là nhạy luôn á. Anh em câu tôm, câu cháp, công hành là cực kỳ ok luôn. Đọt nó có thể cuốn uống hình chữ C được nha mọi người. Đó. Rất là nhạy cá nha mọi người. Rồi, giá công khai cây số 3 là 500k nha. Cây này nặng là 100g, đọt là 0.8. Cứng mừng, giá là 500k cộng ship nha mọi người. Cây số 3 500k. Tiếp theo sẽ là cây số 4. Cây số 4 là một cây cần của Suzumi. Đó, cây số 4 là một cây cần của Suzumi. Thì dạng fan này là fan bự nha mọi người. Đó. Fan giống như fan cần lua nha mọi người. Anh em có thể lấy cái này câu lua là cũng được. Đó. Bass Fuji Japan.
Cây này của cây Suzumi nha mọi người, thương hiệu nữa của Korea nha, Hàn Quốc xuất Nhật. Ngoại hình thì đẹp rồi. Đó. Rồi kỹ cho anh em xem. Đọt vẫn là đọt tháp nha mọi người, đọt vẫn là đọt tháp, fan là fan Fuji, bass là bass Fuji luôn. Đó. Cây này cứng 15 và 1m8. Chất liệu rồi, chất liệu carbon luôn nha mọi người. Cái này nặng là 120g, đọt là 0.9 ly, giá công khai là 700k nha. Anh em có thể lấy lô cũng được, lấy lô câu hành cáp, câu tôm cũng được. Đây, test đọt cho anh em xem luôn nha. Đó. Rồi, giá công khai là 700k nha mọi người. Đó, cần còn khá đẹp nha, khá đẹp, khá nảy luôn á. Rồi, giá công khai là 700k cộng ship nha mọi người. Đó, cây số 4. Tiếp theo sẽ là cây số 5. Cây số 5 là một cây cần của thương hiệu là Đi Nhật. Hàng của Nhật em lấy từ Nhật về nha mọi người. Cây Mata gì đó. Cây này dài 2m1 nha mọi người. Cây này sơn giả trúc nha. Đó. Sơn giả trúc, chất liệu là chất liệu carbon nha mọi người. Đây, đó, sơn giả trúc, chất liệu carbon. Càng khá đẹp mọi người. Bát là bát Fuji, fan vẫn là fan Fuji nha mọi người. Đó. Đẹp đẽ sạch sẽ nha. Đây, tem xuất Nhật đầy đủ nha mọi người. Đó. Chốt và góc giả chút. Hàng còn cực kỳ ok nha. Đọt nó rơi cứng tầm khoảng 15-20 nha mọi người. Khá nhạy á. Đây, bốn hình chữ C đây. Bốn góc 90 độ luôn đây. Đó. Phen cực kỳ dày nha mọi người. Thì cây này dài 2m1, nặng 170g. Đọt 1 ly 5, cứng ra tầm khoảng 15-20, giá công khai là 700k nha anh em, 700k. Cái này anh em câu ghe bè thuyền, câu cháp, câu hanh, câu tôm, đánh cá mè, cực kỳ ok nha. Rồi, giá công khai cây số 5 là 700k nha mọi người. Tiếp theo sẽ là cây số 6. Cây số 6 là một cây cần hàng của Nissin nha, hàng nội địa nha mọi người. Thì anh em câu hàng Nissin thì biết rồi. Cây Nissin hàng nội địa Nhật. Cây này dài 2m1 nha mọi người. Dài 2m1, fan bass là fan bass Fuji luôn. Đó, hàng nội địa thì đảm bảo với anh em là fan bass Fuji. Đây nó có xuất sắc dâm một tí nha mọi người. Đó. Cây này anh em đi đâu hỏi mà người ta nói không phải nội địa thì em tặng anh em cây này luôn nha. Thì đọc vẫn là đọc tháp nha mọi người, đọc tháp. Thì hàng Hechi thì 100% đọc thấp hết. Đó, bát là bát Fuji, fan là fan Fuji. Nè, fan còn ok hết nha. Đó. Không lỗi lầm gì hết. Fan là fan Fuji nha mọi người. Thì cái này nặng là 150g, dài 2m1. Đọt là 1 ly 3, độ cứng ra tầm khoảng 20-30, giá công khai 700k nha mọi người, giá công khai là 700k. Đây, đọt khá nhạy nha mọi người, khá nhạy cá mọi người, đó, khá nhạy luôn. Dạng này là dạng đánh cảm giác rồi, đó. Hàng còn đẹp đẽ nha mọi người, đó. Đây, để size mọi người xem. Rồi, giá công khai là 700k nha mọi người, cây số 6. Tiếp theo sẽ là cây số 7. Cây số 7 vẫn là một cây cần của Nissin nha mọi người. Đây, Nissin. Đó, cây này thì cũng là 2m1 luôn. 2m1, fan bass Fuji luôn. Ngoại hình thì sạch sẽ, đẹp đẽ. Đây, có xước dâm một tí nha mọi người. Xước này thì không ảnh hưởng gì đâu. Fan bass vẫn là fan bass Fuji luôn. Cây này có form làm nhỏ một tí, nhỏ cây bên đây một tí. Đó. Thì cây này nặng 130g, đọt là 1 ly 5, độ cứng ra tầm khoảng 20-30, giá công khai vẫn là 700k nha mọi người. Đây, đọt nó đây. Đó. Khá búng á mọi người, nó búng cực kỳ ok luôn á. Rồi, giá công khai là 700k nha mọi người. Hàng này vẫn là hàng nội địa nha mọi người. Đó. Theo sẽ là cây số 8. Cây số 8 em lên cho mọi người là một cây tay qua. Cây này phôi HZ nha mọi người. Đó. Đây.
Cây này là một cây tay qua hàng của, cây này hàng của chất của Korea xuất Nhật nha mọi người. Cây tay qua này Korea xuất Nhật nha. Đó. Cây này cứng 20 dài 2m4, cứng 20 dài 2m4. Thì bát vẫn là bát Fuji, fan là fan Fuji. Hàng tay qua nha mọi người. Anh em câu cha, câu cháp, thanh, câu tôm, câu cá mè, lấy cái này đánh cực kỳ cảm giác nha. Đó, đánh trên ghe bè thuyền. Đây, fan này còn ok nha mọi người, thấy nó như thế thì còn ok á. Fan vẫn là fan Fuji, bass vẫn là bass Fuji. Đây, fan này em đi keo lại nè. Nó chốc keo thì em đi keo lại, nó đi keo lại thôi. Fan này cũng vậy. À, khúc này em cũng đi keo lại luôn. À, chỗ nào đi keo lại thì nói với anh em đi keo lại thôi. Ngoại hình còn khá là sạch sẽ nha mọi người. Cây cứng phần tầm khoảng 20 nha mọi người. Cây này cứng 20. Rất là nhạy cá luôn, đánh cực kỳ cảm giác luôn. Đó, anh em câu cha, câu lồng, câu hành cháp, câu tôm, câu cá mè. Gần cái mùa cá cóc rồi. Đó, thấy câu về đánh cực kỳ ok nha mọi người. Rồi, giá công khai cây số 8, giá là 700k. Cây này cứng 20, dài 2m4, nặng 200g. Đọt là 1 ly mốt nha mọi người, 1 ly mốt. Rồi, giá công khai là 700k nha, cây số 8 700k. Để qua đây đi. Rồi, tiếp theo sẽ là cây số 9. Cây số 9 là một cây cần của Ryobi. Đó, cây cần này của Ryobi, cây này cứng 20 cũng dài 2m4 luôn, hàng Korea xuất Nhật nha mọi người. Thì cây này ngoại hình cực kỳ mới nha. Đó. Soi chậm chậm mọi người xem. Bát là bát Fuji Japan nha mọi người. Thì cái này sẵn nè. Anh em có thể thấy nó sẵn. Carbon nha anh em, chất liệu carbon. Đọt là đọt tháp nha mọi người. Fan là fan Fuji, bát là bát Fuji nha. Ngoại hình thì khá là ok, không xíu xác gì nhiều hết. Đây. Sẵn cuộn cuộn lên cho anh em thấy nè. Tem sức nhật đầy đủ nha mọi người, cán máy chèo. Đó. Cái này cứng 20 dài 2m4, nặng là 160g, đọt là 1 ly mốt, cứng là ghê tầm khoảng 15-20 nha. Đọt khá là dịu lắm mọi người, đây đó, cứng ghê tầm khoảng 15-20. Thì giá công khai là 750k mọi người, đây, soi cho anh em xem đọt nữa đây, nó đọt phen chạy rất là đều nha anh em. Đó. Rồi, giá công khai cây này là 750k. Tiếp theo sẽ là cây số 10. Cây số 10 trở đi là hàng hai đọt nên em lên cho anh em hai đọt nha. Cây số 10 là một cây cần của Ryobi luôn nha mọi người. Thương hiệu nội địa Nhật. Đây. Cây này nó chỉ có xước cái này cái thôi. Đó, phần còn lại ok hết. Cái này là do vận chuyển về nó bị xước nha mọi người. Đó. Hàng vẫn là hàng carbon, sẵn cuồn cuộn luôn. Thì lên cái điện thoại lấy nét cũng khó. Cây này thì có hai đọt nha mọi người. Đó. Em coi coi chỗ nào nó lấy cái nét được cho nó sẵn cho anh em xem. Đây, đó, anh em có thấy nó sẵn đây. Đó. Hai bên nó sẵn cuồn cuộn nha anh em. Thì cây này là cây cần carbon, đó, super carbon. Đó, siêu carbon. Đó, hàng này là hàng Ryobi dài 2m4, hai đọt. Đó, còn khá đẹp nha mọi người. Chất liệu vẫn là chất liệu carbon nha mọi người. Đây, anh em có thấy nó sẵn nha, carbon sẵn nha, sẵn nổi nha mọi người. Keo chỉ thì còn khá là ok nha mọi người. Đó. Thì tem sức đầy đủ nha. Ngoại hình ok. Fan bass Fuji, cây này có hai đọt, một đọt cứng là 20-30, một đọt cứng là 30-40 nha mọi người, dài 2m4. Đó. Fan bass Fuji đầy đủ, hàng nguyên zin nguyên kiện nha mọi người. Hàng nguyên zin nguyên kiện. Thì cây này nặng là 150g, đọt 1 ly 6 thì cứng 20-30. Thì đọt 2 ly cứng ra tầm khoảng 30-40 nha. Giá công khai là 900k nha mọi người. Cây số 10 giá công khai là 900k, hàng còn rất là đẹp nha mọi người. Fan bass Fuji, chất liệu carbon. À, cần hai chi máy chèo, anh em câu ghe tàu
câu bè đó, đánh lần đánh cha đánh đánh cha có ok, cái này đọc 40-30 đánh cha được rồi, đánh cha đánh chép cũng ok rồi đó. Rồi giá công khai cây số M giá 900k nha mọi người, cần còn khá đẹp á, màu trắng cực kỳ sang nha mọi người. Rồi tiếp theo là cây số 11, cây số 11 là một cây cần thương hiệu Olympus nha mọi người, cây Olympus đó, chất liệu là chất liệu carbon nha đó, anh em thấy đây, cây này là cây Olympus hàng Korea xuất Nhật nha mọi người đó, hàng Korea xuất Nhật. Cây này cũng là hai đọt nha mọi người, hai đọt fan bass cũng là fan bass Fuji luôn đó. Thì cây này nó có xuất sắc một li ti một ít chỗ nha mọi người. Cái này thì nặng là 550g, đọt 2 ly 2 á thì nó cứng ra tầm khoảng 15, đọt 2 ly 3 cứng ra tầm khoảng 15-20 nha mọi người. Đó, cây này thì có một đọt nó bị mắc cỡ một tí. Đây, mắc cỡ nhiều đây nha mọi người. Đó. Thì đó cần sao thì nó vậy, nó không còn zin. Một đọt zin, một đọt mắc khoảng nhiêu đó nha mọi người. Vận chuyển về nó bị gãy thôi. Đó. Đây, đó, mắc khoảng nhiều đây. Thì đọt này cứng ra tầm khoảng 15 nha mọi người, 10-15. Đọt này cứng ra tầm khoảng 15-20 nha, cứng hơn tí. Đó, cây này vẫn là cây hai đọt hàng carbon, hàng Olympus. Giá công khai là 750k nha mọi người, cây số 11 750k. Tiếp theo sẽ là cây số 12, cây số 13, cây số 13 phù hợp. Cây số 12 là một cây cần hàng em lấy từ thị trường Nhật về. Đó, cây này nó để chữ này thì em cũng đọc không được luôn. Đó. Thì cây này ngoại hình nó còn cực kỳ ok nha anh em, carbon sắn chìm nha, anh em có thể thấy. Cái này hai đọt nguyên zin nguyên kiện nha mọi người. Đó, hai đọt nguyên zin nguyên kiện fan bass Fuji. Nó thì carbon sắn thế này đi. Đó, anh em có thể thấy tham khảo. Khỏi bàn nha. Sắn thế này thì quá đẹp nha mọi người. Đó, anh em câu cháp, câu hành, câu tôm thì thấy cái này đánh cực kỳ ok nha. Hàng còn rất là đẹp nha mọi người. Cây này còn rất là đẹp luôn, xuất sắc rất là ít luôn. Thì cây này có hai đọt, một đọt cứng 8-10, một đọt cứng 15-20 nha. Đây em test đọt cứng cho anh em xem. À, đọt cứng 8 nè, cực kỳ dịu luôn. Đánh chép, đánh hình, đánh cháp thì ok, đánh tôm cứng ok luôn. Đây, test đọt thêm đọt này nữa. Thì cây này nặng là 115g, dài 2m1. Đọt 0.7 ly thì cứng 8-10, đọt 1 ly thì cứng 15-20 nha. Giá công khai là 800k nha mọi người. Cây số 12 giá công khai là 800k, dài 2.1 2 đọt, nặng là 113g. Đó. Rồi, tiếp theo sẽ là cây cuối cùng, một cây hàng còn full hợp nha mọi người. Cây cuối cùng là một cây cần của Suzumi, hàng thương hiệu của Korea xuất Nhật. Cây này thì dài 21 hai đọt, một đọt cứng 5-10, một đọt cứng 10-20 nha. Thì cây này dài 2m1, thu gọn là 111cm, nặng là 151g, hai đọt hai khúc. Thì một đọt 0.9 ly, một đọt 1 ly 1 nha mọi người. Đó. Thì giá này nó bán tại Nhật nó ra tầm khoảng 10.000 yên. Và tầm khoảng 2 triệu tư 2 triệu gửi nha mọi người. Đây, hàng còn full hợp nha mọi người, full hợp cái túi luôn. Đây, hàng còn cực kỳ đẹp nha. Cái lớp sơn kim tuyến còn đó, là anh em biết nó còn mới rồi đó. Nè, chói kim tuyến luôn. Hàng này hàng của Suzumi Korea xuất nội địa Nhật, đọt vẫn là đọt tháp nha mọi người đó. Lớp sơn kim tuyến còn anh em biết rồi. Thì fan là fan to nha mọi người, fan to. Fan này ra dây rất là ok nha mọi người. Anh em có thể lấy lua cũng được luôn. Đó, lua đánh lua là cũng ok. Đó. CG.
hai đầu. Các bạn sẵn kèm nhau này, fan bắt Fuji nha, hàng Suzumi. Rồi, giá công khai cây số 13, giá công khai là 850k nha. Đó, 850k, cây hàng còn rất là đẹp nha mọi người. Đó, full hộp mà. Đó. Rồi, giá công khai là 850k nha mọi người. Đó, đó tổng cộng 13 cây cần em lên cho anh em hôm nay. Nếu em ơn cây nào thấy chốt để em xuân thoại em tự động liên hệ với anh em. Rồi, cảm ơn anh em.